Chuyến thăm tặng quà chúc Tết các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên các nhà giàn JK1 do Đại tá Phạm Quyết Tiến, Phó Tư lệnh Vùng 2 Hải quân làm trưởng đoàn là chuyến đi vô cùng đặc biệt, bởi người tặng quà và người nhận đều nhìn thấy nhau nhưng không thể gặp mặt, nên các phần quà mang hương vị ngày Tết được tặng phải thông qua dây kéo, chúc Tết phải thông qua bộ đàm. Sau gần 3 ngày lênh đênh trên biển, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cùng 29 phóng viên của 20 cơ quan báo chí trong cả nước đã có mặt tại khu vực nhà giàn DK1-15. Mặc dù chỉ cách nhà giàn DK1-15 khoảng 150m, song do thời tiết bất thuận, biển động, gió to, sóng dữ, có những con sóng cao tới gần 10m khiến đoàn công tác không thể tiếp cận và lên được nhà giàn. Vì thế, đoàn công tác đã phải thay đổi phương án tặng quà chúc Tết. Hiện nay do điều kiện sóng gió lớn không thể hạ xuống được thì bắt buộc chúng tôi phải chuyển bằng phương án chuyển qua dây. Trước khi tàu rời bến thì cán bộ chỉ huy tàu cũng như là thủ trưởng cấp trên đã động viên anh em là bộ đội là cố gắng hoàn thành nhiệm vụ và an toàn về con người. Trong những cái điều kiện thời tiết sóng gió phức tạp, tàu đã sử dụng phương án là tiếp cận lại gần nhà giàn và dùng dây để chuyển hàng, cũng như trong quá trình dùng dây chuyển hàng thì tàu đã chẳng buộc cũng như là bố trí làm sao hàng hóa của nhà giàn gửi đến tay anh em là bảo đảm an toàn cũng như không bị móp méo và cũng không bị ướt cho anh em trực ở trên nhà, đảm bảo một cái Tết là đầm ấm vui tươi nhất. Em cứ thu dần lên, sau đó em nâng lên cái dây của tàu, xong rồi là cố gắng của anh em kéo lên khoảng chừng 1-20 mét rồi bắt đầu là sẽ cho vào tàu kéo tiếp. Theo chỉ lệnh của đồng chí Đại tá Phạm Quyết Tiến, Phó Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, các cán bộ chiến sĩ trên tàu Trường Sa 21 đã nhanh chóng tiếp cận để nhận dây từ nhà giàn thả xuống. Bên trong khoang tàu, các cán bộ chiến sĩ, người nào việc ấy, nhanh chóng hoàn thành đóng gói các phần quà vào túi ni lông để thông qua dây kéo chuyển lên nhà giàn. Với tinh thần làm việc khẩn trương, đầy tinh thần trách nhiệm, sau gần 5 giờ, toàn bộ các phần quà của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 2 của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân trong cả nước đã được chuyển đến tận tay các cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1-15. Thay mặt đoàn công tác, Đại tá Phạm Quyết Tiến, Phó Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã chúc Tết các cán bộ chiến sĩ trên nhà giàn DK1-15 thông qua bộ đàm. Mời các đồng chí trên nhà giàn JK115 nghe đồng chí Đại tá Phạm Quyết Tiến, Phó Tư lệnh Vùng 2, trưởng đoàn công tác chúc Tết đối với cán bộ chiến sĩ nhà giàn JK115. Trước hết thì mong các đồng chí hết sức thông cảm, do điều kiện sóng gió phức tạp, đoàn không thể trực tiếp lên thăm các đồng chí được. Vẫn biết rằng các đồng chí rất mong muốn và đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp đón đoàn một cách chú đáo, trọng thị và nghĩa tình, nhưng đành bùi ngùi xúc động xin gác lại lần sau. Trước hết, thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng và đoàn công tác, tôi xin thân ái gửi tới đoàn thể cán bộ chiến sĩ nhà giàn JK115 lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng ghi nhận, biểu dương những thành tích của tập thể nhà giàn và cá nhân các đồng chí đã đạt được trong năm qua. Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng mong rằng các đồng chí tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, quán triệt sâu sắc tình hình nhiệm vụ, đề cao tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn thách thức, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Trước mắt, tổ chức cho cán bộ chiến sĩ đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui vẻ, đầm ấm, sẵn sàng chiến đấu trước, trong và sau Tết Nguyên đán với tinh thần vui xuân không quên nhiệm vụ. Một lần nữa, thay mặt Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng và đoàn công tác xin gửi tới gia đình các đồng chí lời chúc sức khỏe, an khang, thịnh vượng và hạnh phúc. Chúc các đồng chí năm mới đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm mới, tháng lợi mới. Như năm nay cũng muốn lên lắm nhưng mà không lên được nữa, tiếc quá.
Cũng thông qua bộ đàm, thêm mà cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên nhà giàn DK-115, thiếu tá Phạm Văn Hoàng, chính trị viên nhà giàn, đã phát biểu cảm ơn, chúc Tết Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và đoàn công tác, đồng thời hứa hẹn cán bộ chiến sĩ của nhà giàn sẽ tiếp tục đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ biển đảo và thêm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Chuyến thăm tặng quà chúc Tết các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên nhà giàn DK-115 của đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân diễn ra trong hoàn cảnh vô cùng đặc biệt đã giúp chúng tôi hiểu thêm cuộc sống của những người đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, thêm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Chuyến thăm tặng quà qua dây, chúc Tết qua bộ đàm đã như tiếp thêm sức mạnh để mỗi cán bộ chiến sĩ trên nhà giàn tiếp tục chắc tay súng vì biển đảo quê hương.